Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel của tạp Jimmy. Đừng quên kết quảng cáo cho mình khi video chạy đến giây thứ 10 nha các bạn, và những quảng cáo ở đằng sau nữa. Tất cả quảng cáo trong video này mình mong là 501 anh em của mình sẽ kích thật là nhiệt tình ủng hộ cho mình. Nói chung thì mỗi bạn cho mình kích thật là nhiều là ok. Không lẽ là fan của mình mà không đủ 100 người sao ta? Mình đang rất là thắc mắc, không lẽ không được 100 bạn để kích cho mình sao? Nên thôi, rất là mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình về mặt tinh thần cũng như động lực thật là nhiều. Mình sẽ ra clip nhiều và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách cái quảng cáo cho mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với clip, mình sẽ cùng một cặp đôi chiến phó bạn. Hiện tại thì mình đã có một clip một cặp đôi, đó là cặp đôi Luffy và Bo Hancock. Thì theo như đó thì có một bạn comment, mình thì mình không có nhớ tên cho nên mình chỉ nói vậy thôi, là một bạn ấy, bạn đã comment kêu là đi cùng cặp đôi Khalifa với lại thằng Shinji. Tại vì hai cái người này có một cái skill là đầu lâu đen tối, khi nhận mục tiêu bị mất sức không thể tích nợ. Cho nên hôm nay mình sẽ chiêu mộ hai thanh niên này, rồi mình sẽ test. Đấy, đầu tiên thì mình sẽ hoàn thành thằng Pauli ngu người này, rồi mình sẽ thả Pauli về lại chỗ này một em nha. Sau đó mình sẽ đi truy đuổi luôn Khalifa. Khalifa mình không nhớ là mình nó lạc rồi đâu mình nữa, cũng rất là lâu rồi. À đây, hay quá, 140 luôn rồi. Shinji thì mình cũng có sẵn đây rồi, cho nên giờ mình sẽ đổi full đồ Zimbel cho Shinji là cái thứ nhất. Còn về con Khalifa thì mình sẽ đổi cho nó ma khí, tại vì thằng con Khalifa đánh bằng ma khí. Ok, vậy là ok đúng không các bạn? Rồi, còn về đồng đội nhân vật chính mình sẽ chuyển đồ full trong game. Và tất nhiên để đảm bảo sự trường tồn thì mình sẽ cho nó ở trần ở trường, tháo luôn cả thời trang. Rồi, trận hình thì mình sẽ ở đây, nhân vật chính là lui về sau đi. Shinji sói ca sẽ bảo vệ tất cả, bảo vệ gái Khalifa xinh đẹp nữa bạn. Khalifa này mình chưa có haki nữa, cho nên ít bữa mình sẽ làm clip haki riêng. Rồi bây giờ thì mình sẽ chiến phó bạn, chỉ hai em thôi, coi như là cặp này là cặp vợ chồng đi, cặp vợ chồng thứ hai, đều là mặc đồ đen, rồi thì chiêu đầu lâu đen tối nữa, rồi đầu lâu tím riệm. Về phó bạn mình đi thì mình nghĩ mình sẽ đi một phó bạn hơi xa một chút, tại vì phó bạn mới này nó rất là trâu luôn, bạn này hơi cũ rồi. Mình sẽ đi thử các bạn 142 ở mod xem sao. Rồi, đánh với mấy con thay ma đi. Đánh với ông ở mod trước luôn, ngại gì bất bẩn. Shinji này của mình đánh thì kêu kỹ năng là đánh hàng dọc. Hàng dọc. Cho nên mình sẽ không biết giờ có hàng dọc chưa ta. Tôi Shinji này thì đánh thằng Shinji này đánh hàng dọc nha các bạn, đánh hàng dọc nha các bạn. Rồi ok, rồi mình coi. Khiến các tôi hàng dọc đúng rồi. Còn Khalifa của mình thì các bạn thấy đó. Nhìn nó hơi sai, đeo mắt kiến, đánh bằng ma khí là chắc chắn rồi. Và sát thương thì như sát thương có một mục tiêu thôi, nhưng mà đánh hai lần rồi, hiểu rồi. Giờ mình đánh dâm up mod nha. Rồi để coi hôm nay cặp đôi không thể tích nợ này nhỉ. Ui thù, ông đá với một cái vậy sao mới vào gì bị bên đập tay tôi ấy. Rồi chắc mình mang nhầm trái ốc quỷ tử tàn rồi. Trời ơi, số em tàn rồi, mày hả con, chết luôn nè. Đấy, dắt ngay thôi, không đổ các bạn ơi. Mình cần phải tháo trác quỷ ra. Trời ơi, đây là trác quỷ tử tàn, cái trái quyền thoại. Mình không thể nào mà chơi được. Dùng 10 vàng tháo ra ngay, không là chết người đấy. Trời ơi, thảm, đánh lại các bạn. Nãy cho mình sơ xuất thôi. Bây giờ mới là thực sự nè. Mày hả con. Đấy, liên hoàn cước. Rồi, còn về siêu thường của Khalifa thì lao tới với tốc độ bàn thờ, rồi sau đó chém người ta, sau đó thêm một lần sát thương nữa. Ui, mấy con đầu bò đam mạnh dữ ơi. Đấy, chà, tóc bay phất phới này. Rồi, đầu lâu đen tối đã được hiện ra và tăng chặn đòn cho một đồng đội của mình nữa. Thấy chưa các bạn, vợ chồng tâm đầu ý hợp, cặp tình nhân này tâm đầu ý hợp, bóp khiên chặn đòn cho nhau quá phê. Rồi, và tất nhiên nó Shinji có chặn đòn thì nó sẽ có thêm được nổ sao á, thêm 15 nổ sao á. Đây chặn đòn nè. Ui không có, à có nổ kìa, đó có nổ đây kìa, là có chặn đòn, là lại được đá nữa, và lại có nổ nữa. Rồi đầu lâu đen tối thứ hai, và bây giờ là chip bồ khiên chặn đòn, ba khiên chặn đòn nha các bạn, quá phê. Lâu lâu mình mới được chứng kiến một cái cảnh tượng chip bồ khiên như thế này. Hồi bữa là chip bồ khiên một giọt, bây giờ là chip bồ khiên chặn đòn à, quá là phê luôn. Khalifa ơi, sao nãy giờ mày chưa có nọ nữa, mày không phụ giúp tao đánh nó mà mày đứng như trời trồng vậy. Ăn đòn đi, gần chết thôi chứ chưa chết các bạn ơi. Tiếp tục là chip một khiên một giọt, ha, khiên chặn đòn. Và Khalifa bây giờ mới có nọ nữa bạn. Trời ơi, tao chờ nãy giờ, chờ mày có nọ cho tao chết queo rồi.
Sen dây sắp chết rồi các bạn ơi, giờ cái bà này có nổ là sen dây chết queo luôn rồi. Thôi thì được rồi, không sao, dù sao cũng lỡ vậy rồi anh chịu thôi. Giờ Khalifa sẽ sức chiêu bong bóng rồi sẽ thương thêm nữa, giờ đau lâu đen tối là xuất hiện. Ôi trời ơi, yếu quá, đi thế này mà còn thua nữa, thua các bạn ơi. Trận này không thể nào mà phối hợp được, mình sẽ lùi lại phó bạn một bậc. Rồi phó bạn này thì cũng khá cao cho nên thôi chắc mình lùi thêm một cái nữa nha. Này phó bạn này hợp nè, đánh với Tashigi nha, chiến nó, mình sẽ đánh với Tashigi. Rồi ăn đi, rồi liên hoàng cướp các bạn, đá cái gần nửa cây để chơi bời gì nữa. Bây giờ còn cái con Khalifa thì cô nàng bóng bóng, ui mình đã bị dính cái chiêu đầu lâu đen tối. Trời ơi, không ngờ mình là người khai sinh ra cái đầu lâu đen tối này mà cuối cùng mình lại bị người khác chơi mình à. Trời ơi, đau lòng quá, cũng may là có nó có duy trì một lượt thôi các bạn ơi, chứ nó không duy trì nhiều lượt chắc mình chết quá. Rồi nhưng mà con Katasugi chết chắc rồi, chưa chết nữa. Rồi trao đấy, em trao đấy, em chuẩn bị ăn cú đá ngàn năm của anh đi. Ừ, mày láo à, Ado không chết à. Rồi được, để Khalifa giết choáng luôn, trang bị của con này là gây choáng. Đăng lòng đá nổ thế mà không chết, làm bây giờ tuần sau mới chết nè, làm phí phạm một lực của mình. Mà không sao, rồi vẫn có nổ nữa rồi, thế thì toi mạng, uổng mất một kỹ năng nổ của mình. Ôi, thằng Tashigi này đúng là chùm về đá rồi các bạn ơi, nó chỉ biết đá và đá thôi, đá và đá thôi, suốt ngày chỉ biết đá thôi, kể cả chiêu thường lẫn chiêu nổ anh đều đá như một vị thần. Tại Khalifa ơi, sao nãy giờ mày đứng như trời trồng vậy, cặp đôi này không ăn ý gì cả, không biết phụ giúp nhau gì cả, không giống như Bo và Luffy. Bo Luffy nó phối hợp ghê lắm các bạn, nó còn chuẩn xác luôn. Rồi tụi mày chết với tao cái hàng dọc ở trên kia à, ăn đi ăn đi, cả hai đứa đều dính đầu lâu đen tối nha. Nè bong bóng tử thần nè, thêm một lần nữa đó, đó là gọi là hố đen tử thần đó các bạn. Trời ơi, màn kết hợp cực đỉnh, cực đỉnh của Senji và Khalifa. Khalifa rất là giống con ma, còn Senji là gì, rất là giống cái ly hả. Ôi giời ơi, tem mà sắp chết nữa rồi các bạn ơi, không ngờ lại thua. Senji ở trước nó đỡ đòn cho cái cô nàng xinh đẹp này quá nhiều luôn, nó đỡ đến nỗi mà nó gần chết luôn rồi mà không ai quan tâm tới nó, một đá trước khi chết. Rồi bye bye Senji nha. Ủa vậy mà cũng có chặn đòn nè, Senji đã sắp chết rồi, giờ tôi này chắc chắn là sẽ chết. Con kia nó sắp thương tới hai lần lận, không thể nào. Ui vài né tránh được một cái nhưng mà cái tuần sau vẫn chết, đau lòng quá. Rồi có nọ rồi, ít ra trước khi chết phải bao đường cái chứ đúng không, bao đi đó, bong bóng sập bồng thì nó chơi hết đi, thua cũng đỡ tuổi thân, ít ra cũng bao đường cái. Rồi giờ mình sẽ sơi cái thằng smoker này nè, thằng smoker thằng nhã khói thuốc tùm lum nơi công cộng ô nhiễm môi trường nữa bạn, mình sẽ giết nó. Lần này thì mình đánh hàng dọc cho nên rất là lợi luôn các bạn, sẽ đánh được 3 thằng, rất là phê luôn. He he, bây giờ thì tụi mày chết cho tao. Rồi mình nên cầm chùy, đó, rất là hung hăng luôn. Và tất nhiên là smoker sẽ giúp cho mình tăng nổ, và mình sẽ có 100% nổ rất dễ dàng. Bây giờ cảm ơn em, cảm ơn mấy em nha, ba cái đầu lâu đen tối chứ có gì đâu. Ui trời phê, ba đã nó bị không thể thích nổ rồi các bạn ơi, tội nghiệp quá, cái này là do tụi nó. Đó, ông này giờ giúp cho mình có thêm 15 nổ nữa nè, xong smoker giúp thêm mình nữa nè, chắc chắn luôn đó, biết ngay mà, biết là chưa đủ 100 nổ đâu. Ô 80 nổ thôi các bạn, thiếu hai 20 nổ nữa, xui quá nha. Ado, cái con trên kia tại sao mày lại có chiêu choáng 100%. Rồi gặp phải khắc tinh của khi một, gặp phải khắc tinh của chiêu đầu lâu đen tối rồi bạn ơi, nó có khi một giòn chơi sao chơi, nó lộn chó 100% thì sao chơi. Ăn đi, hố đen tử thần đấy. Bây giờ Senji của mình bị hành hạ liên tục luôn, làm sao mà giết được mấy cái ông này để lên giết con kia đây trời. Bây giờ Senji tội nghiệp của mình, nãy giờ 230 nổ rồi mà không được làm gì cả, em chỉ biết đứng thò tay vào túi cầm điếu thuốc hút xì gà thôi. Ok, đấy mình cũng gửi lời chúc, ui hộp nhả khói thuốc kìa, ô nhiễm thiệt đó chứ. Mình cũng gửi lời chúc đến tất cả bạn một ngày thật là tuyệt vời nha. Và xem clip của mình đừng quên like, subscribe, đăng ký kênh và kích quảng cáo cho mình nhiều đấy. Cái quan trọng là kích quảng cáo cho mình, ủng hộ cho mình tinh thần và động lực nha các bạn. Ủng hộ mình nhiều bằng cách kích thật là nhiều cho mình nha. Chết đi, lì đòn này. Ui giời, sao một cơ bị rút máu kìa, khá là thốn đấy. Còn mấy đứa này đam thế này thì sao mà win, lại thua nữa rồi.
Thôi mà không sao, dù sao thua nhưng mà chúng ta cũng đã vừa phát hiện ra một bí mật, đó là Senji rất là nhiệt tình, mặc dù trong phim rất là mê gái nhưng mà trong game thì đúng là mê gái nhiều hơn nữa. Trời ơi, nó mê đến đòn nó bảo vệ mà nó chết luôn. Nó đỡ đòn nó chết luôn là hiểu rồi. Rồi, rất là nhiều thuyền luôn. Giờ mình sẽ đánh với ông Very Good nha. Phải là Very Good ông ta. Đây đúng rồi, Very Good. Một thanh niên trong hải quân, mặt rất là sầu đời luôn. Ui, con này giảm nổ, mình sẽ không đặt ở đây đâu. Nhưng mà chính ra đỡ cho anh đi em ơi, chứ anh đứng trước mà anh bị giảm nổ rồi thì biết bao giờ anh mới có nổ. Rồi, ok. Ôi nhưng mà cái con kia nó lại bứt nổ cho mình. Nhưng mà không được, cũng không được. Cái con nó giảm tới 45 nổ là các bạn coi nè, 82 nổ nha. 82 nổ mà cái con này giờ nó giảm nè. Đó, nó vỗ tay xong nó chỉ một cái là giảm 45 nổ còn 37 nổ. Ông này bắp lên nữa cực kỳ là có 62 thôi. Rất là khó có nổ luôn. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên đặt ở đằng sau đi. Ok, mày dám giảm nổ đồng đội của tao hả? Mình đã thương thì nó cũng gần chết rồi kìa. Quá mạnh luôn. À, nhưng mà chính không biết có giết được không, nhưng mà không giết được thì thôi. Ui, ông này ông chơi skill gì vậy? Vai giam nó khí. Chết một con. Láo với anh à. Phượng hoàng à, phượng hoàng bằng vàng nè. Ui da, con nó có chiêu gì vậy? Nó đánh người ta xong nó hồi trăm nổ bạn ơi. Đau lòng thiệt. Mày khá lắm. Mày cứ vỗ tay đi. Mày sẽ. Ui ông này còn ông có chiêu tách rời bộ phận à. Tách rời tất cả các bộ phận trên cơ thể. Này thì vỗ tay này, chiêu thường của anh rất là mạnh luôn đấy. Anh chỉ cần chiêu thường là đủ giết em rồi. Vài cái chiêu đó choáng. Cái con đầu bếp ở trên kia nó choáng mình các bạn ơi. Đau lòng đi, làm không đánh được nãy giờ. Rồi không kia ông này được sử dụng tuyệt chiêu với mình nữa rồi. Xong cái con đầu bếp mình đá được một tuần, xong cái con đầu bếp lại choáng mình nữa chắc luôn. Rồi đá được cái trước khi chết. Và không giết được nó luôn. Lao hả con, yeah giết được con đó rồi. Một màn phối hợp rất là ăn ấy nhưng mà vẫn thua. Đau lòng. Có bạn này sao trâu dữ vậy ha. Rồi mình sẽ lùi thêm một bậc nữa và đánh thêm vài trận nữa. Ui, thôi lùi lại nữa đi. Đây đằng này những chiếc thuyền không à. Rồi Sadi-chan, mình sẽ chơi Sadi-chan này nha. Bây giờ thì Senji ra trước được rồi. Alifa lại tiếp tục ra giữa. Chào nha bạn. Trận này mình phải quyết thắng cho bằng được nè. Ui, sao đầu bếp à. Đầu bếp này nữa cây máu. Lão láo hả con, 355k đấy. Rồi, những màn quốc roi điên cuồng, mặc dù là cầm đinh ba trong tay nhưng mà skill của chị lại là đánh bằng roi mới đau nhá. Trời ơi, Khalifa đã bị choáng sao? Bảo kết chết luôn rồi, ghê quá. Các bạn ở đằng sau cứ yên tâm, cứ để Senji mình lo liệu cho. Mặc dù chiêu nổ mình hơi yếu nhưng mà mình sẽ có tuyệt chiêu đầu lâu đen tối. Á chà, mày ngu này, tao đang cần như thế mà mày lại giúp tao à. Mê hoặc. Ủa, Senji-chan là giảm nổ à? Mình nhớ Senji-chan là mê hoặc mà ta. Có một sự ảo diệu nha. He he. Nếu mà không mê hoặc thì thôi, tem này coi như xong với mình rồi. Á chà, chọt chọt à. Chọt chọt này. Mà chắc thua luôn các bạn ơi. Thằng nhân vật chính sắp chết rồi kìa. Ui chết luôn. Một màn phối hợp rất tuyệt vời dành cho Senji và Khalifa. Senji phải đánh gần chết, sau đó Khalifa sẽ ăn. Mình cũng không biết cái kiểu phối hợp gì đây nữa. Khalifa trắng máu rồi, đánh đường cái trước khi chết. Mặc dù mình đã đứng trước bảo vệ nhưng mà Khalifa vẫn chết nha. Khó khăn đấy. Giảm nổ à. Anh rất là cần cái giảm nổ của em đấy. Chết Khalifa luôn rồi. Đau lòng thiệt. Mày cá lắm. Tao sẽ giết mày trước. Một con. Rồi bây giờ giết cái con Sadi-chan này mày nè các bạn. Sadi-chan này mới là con nguy hiểm nè. Giết nó đừng cho nó có nổ. Nó có nổ là nguy hiểm lắm đấy. Trời ơi nó có nổ rồi kìa. Không phải thích nổ. Nhưng mà đã quá muộn rồi, nó đã có châm nổ rồi. Nó bầu mình chết luôn rồi. Trời ơi, con đầu bếp đi đây đánh nữa, chết queo. Trời ơi. Bao nhiêu cố gắng của mình đây vẫn thua nhỉ. Đau lòng. Thôi sao. Sao cũng lỡ thua nên được chịu thôi. Hôm nay đây toàn là thua, không thắng được một trận nào. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Mặc dù thua nhưng mà mình cũng rất là vui là mình đã test được một cái cặp đôi. Cặp đôi đầu lâu đen tối. Rồi giờ mình sẽ đổi lại đồ Senji cho Jimbel. Và hàng Lao sẽ lấy đồ của Khalifa. Rồi ok, cảm ơn hai em đã đến với chương trình tết tướng của anh. Rồi trận hình lại y cũ nha. Lực chiến của mình thì tất nhiên là... Ủa sao kỳ vậy? À nhân vật chính nữa, quên. Nhân vật chính sẽ lấy đồ của ông Ken. Và tất nhiên là sẽ không phải ở trần ở chuồng nữa. Có thể trang rồi nè, mang vào đi. Rồi lại lực chiến lại. Rồi, rất là mong các bạn sẽ xem clip của mình thật vui vẻ, thoải mái và nhiệt tình.
ủng hộ cho mình càng nhiều càng tốt. Các bạn hãy like video, subscribe kênh và kích quảng cáo cho mình thật là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Còn về cách thức kích quảng cáo thì mình đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều rồi, nhưng mà mỗi clip mình sẽ hướng dẫn các bạn lại luôn. Ở góc phải video hiện tại đang có một quảng cáo Ovaltine. Bạn có siêu vậy? Bạn đã có siêu trong chống Ovaltine chưa? Hãy nhấp vào một lần chuột trái cho mình. Sau đó bạn hãy chờ cái trang nó load xong. Ok vậy? À đây hả? À, sau đó bạn tắt đi thôi, rất là đơn giản. Sau đó tắt đi. Các bạn hãy kích thêm cho mình nhiều lần thì càng tốt. Còn ở trong video thì quảng cáo sẽ xuất hiện ở giây thứ 10. Sau khi video chạy đến giây thứ 10 sẽ có quảng cáo chi kích nè. Các bạn kích vào. Giờ nó hiện thị lên rồi bạn tắt đi. Đó. Không tốn với một giây của bạn đâu. Rồi những cái quảng cáo tiếp theo ở bên đằng sau nữa. Đây. Quảng cáo đồng hành trung tâm im lên nha khoa kích cho mình nha. Rồi quảng cáo tiếp theo nữa, rất là nhiều quảng cáo luôn. Đó. À gì đây? WWTF Pháp gì? E giảm binh để có thể kết nối tốt nhất đây. Đó, nói chung là kích cho mình nhiều nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì thôi, chào tạm biệt tất cả bạn. Chúc bạn một ngày thật là tuyệt vời, xem clip mình vui vẻ nha. Bye bye anh em. Hãy kích quảng cáo nhiều nha.